đội tuyển Việt Nam chờ ông Trussi giải toán trước Syria. Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng quay lại thiên trường, chảo lửa hàng đầu Việt Nam. Đúng 18 năm trước, đội tuyển Việt Nam thi đấu với Lebanon và sau một hành trình qua nhiều lứa cầu thủ, người Nam Định lại được mở hội đón những ngôi sao hàng đầu đất nước trong bối cảnh đội tuyển có quá nhiều thay đổi. Sau lạch trây, đến lượt thiên trường được chọn là nơi tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Càng ý nghĩa khi thầy trò ông Trussi bắt đầu thực hiện hành trình đầy tham vọng. Thiên trường sẽ là nơi ông thầy Pháp bắt tay vào xây dựng lối chơi cho đội tuyển Việt Nam cũng như có những màn chào sân với giới mộ điều. Một trận đấu tốt, một màn chào hỏi đủ sức thuyết phục trước đối thủ mạnh sẽ giúp nhà cầm quân này tự tin hơn trong hành trình sắp tới. Trận đấu tại thiên trường sẽ có rất nhiều bài toán chuyên môn cần giải. Ông Trussi sẽ phải đưa ra một bộ khung ổn định trong chiến lược sử dụng nhân sự của mình. Sau những tìm hiểu, tìm sự thích ứng với tập thể mới, ông đã có cho mình sự am hiểu căn bản về đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng phải tính đến những quân bài chiến lược cho tương lai. Đó là trường hợp của các cầu thủ U23 Việt Nam trong thành phần đội tuyển. Họ sẽ được sử dụng thế nào? Khả năng thích ứng và tương tác với đàn anh dạng dày kinh nghiệm ra sao? Đặt cược vào các cầu thủ trẻ, thúc đẩy họ nhanh chóng hội nhập với đội tuyển sẽ giúp ông Trussi có điều kiện thực hiện chiến lược dài hạn cho đội tuyển. Những trận đấu đầu tiên của một vị thuyền trưởng bao giờ cũng được kỳ vọng và kéo theo đó là áp lực. Nói thế là bởi dư luận luôn có xu hướng đòi hỏi huấn luyện viên trưởng phải ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Nhưng giới chuyên môn lại cho rằng để thay đổi một đội tuyển cần có thời gian và thậm chí là sự trả giá trong giai đoạn chạy đà. Chỉ có điều, lăng kính của người hâm mộ và giới chuyên môn đôi khi khác nhau về căn bản. Mỗi bên đều có cái lý và mục tiêu cho riêng mình. Cân bằng giữa đòi hỏi từ dư luận và định hướng chuyên môn là bài toán không hề dễ giải đối với ông Trussi trong bối cảnh hiện tại. Nhưng cũng hy vọng rằng, với những trải nghiệm đã có cùng bóng đá Việt Nam, ông sẽ biết cần phải làm gì để đến được đích và cũng làm thỏa mãn đòi hỏi từ giới mộ điều.